Hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với Samfan Community Việt Nam. Thì hôm nay trên tay mình đang cầm một em Galaxy S10e. Thì khi mua em này, điều mình là mình ấn tượng nhất đó là được tặng một chiếc bao da Clear View. Thì chiếc bao da Clear View này có những tính năng gì ấn tượng thì anh em hãy cùng mình đi vào video để xem và cùng giải mã nó nha. Bây giờ thì let's go. Với thiết kế trong suốt thì bao da Clear View giúp người dùng xem trực tiếp thông báo ngày và giờ mà không cần phải mở bao da ra. Với bao da Clear View thì bạn không cần mở nắp bao da mà vẫn nhận điện thoại cũng như xem thông tin người gọi một cách dễ dàng. Với các tín đồ âm nhạc, bao da Clear View hỗ trợ người dùng chơi nhạc trực tiếp trên bề mặt bao da mà không cần phải mở ra. Phần nắp của bao da Clear View có thể gập lại tạo thành giá đỡ điện thoại, vô cùng tiện lợi cho các nhu cầu giải trí cũng như làm việc của người dùng. Bao da Clear View mang đến sự bảo vệ toàn diện cho chiếc điện thoại của bạn cả mặt trước và sau. Bởi vậy khi người dùng sử dụng bao da Clear View thì không cần phải dán miếng dán màn hình nữa. Ok, cảm ơn anh em đã cùng mình xem hết video này. Anh em còn biết những tính năng nào hay ho của chiếc bao da Clear View này nữa thì hãy comment xuống dưới để cho anh em Samfan cùng biết. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ anh em Samfan Community Việt Nam nha. Bye bye.